Xin kính chào quý vị đến với kênh Thời sự và Giải trí. Kính thưa quý vị, sau đây là nội dung. CNN bất ngờ tweet đề cập về yếu tố và lộ trình Tổng thống Trump tái đắc cử. Xin mời quý vị cùng theo dõi. CNN bất ngờ tweet nội dung như sau. Đảng Cộng Hòa chiếm đa số ở nghị viện các bang chiến địa. Nghị viện lập pháp thống nhất việc có gian lận, không nhìn nhận kết quả Biden thiếu túc số 270 phiếu đại cử tri. 50 bang bầu lại tại Hạ viện và Trump chắc chắn sẽ tái đắc cử với tỷ lệ 26 trên 23. Tất nhiên, giả định này của CNN có căn cứ vì vừa mới xảy ra ở Pennsylvania đúng như vậy. Thượng nghị sĩ Doug Martiano đã chủ trì cùng với thượng nghị sĩ David Alott, Mike Brooks, Mario Scavello đề xuất một phương án giải quyết cho cuộc bầu cử tai tiếng ở tiểu bang mình ra Thượng viện Tiểu bang. Phương án này có 9 yêu cầu cho cơ quan lập pháp Tiểu bang. 1. Thừa nhận sự bất minh trong việc bầu cử qua thư. 2. Dựa trên các bằng chứng và dữ kiện được Hội đồng Bầu cử cung cấp, xác nhận cuộc bầu cử ngày 3 tháng 11 ở Pennsylvania là không còn cứu vãn được. 3. Bác bỏ việc chọn đại cử tri một cách vi hiến. 4. Bác bỏ việc quốc vụ khanh khối thịnh vượng chung của Pennsylvania chọn lựa sớm đại cử tri. 5. Tuyên bố việc đại cử tri và kết quả bầu tổng thống trong khối thịnh vượng chung của Pennsylvania là tranh chấp. 6. Bảo lưu quyền của nghị viện tiểu bang theo hiến pháp, bác bỏ quyền của thống đốc và quốc vụ khanh tiểu bang trong việc chọn đại cử tri của bang. Bác bỏ mọi lựa chọn và quyết định thống đốc và quốc vụ khanh đã đưa ra trước đó. 7 ra lệnh cho thống đốc và quốc vụ khanh phải rút lại chứng nhận kết quả bầu cử đã phát hành trước đó. 8. Ra lệnh cho tất cả các đại cử tri và quan chức tiểu bang phải tuân theo quyết nghị này. 9. Đề nghị Quốc hội Liên bang chỉ tính những phiếu đại cử tri do nghị viện Pennsylvania chọn. Hiện tại, Đảng Cộng hòa đang nắm đa số ở cả lưỡng viện của bang Pennsylvania, tỷ lệ là 29 trên 21, tại thượng viện là 113 trên 90 tại hạ viện. Thượng nghị sĩ Doug Marciano là cựu đại tá quân lực, là một người đàn ông đáng kính mà cả đối thủ cũng phải nể sợ. Đề xuất lập pháp của ông có vẻ đang được ủng hộ tại cả lưỡng viện Pennsylvania và sẽ được thông qua sớm vào thứ hai tới. Đây là một chiến thắng to lớn ở bang chiến thuật, bởi khi cơ quan lập pháp tiểu bang tuyên bố là có gian lận và hủy kết quả, thì tuyên bố không có bằng chứng của tòa án thuộc nhánh tư pháp trở nên vô cùng lố bịch và cũng vô hiệu. Trước đó, thẩm phán của tòa án bang Pennsylvania đã ban hành lệnh tạm dừng tiến trình cấp giấy chứng nhận và ngăn không cho Pennsylvania thực hiện thêm bất kỳ bước nào để chứng nhận về cuộc bầu cử, bao gồm nhưng không giới hạn việc bổ nhiệm các đại cử tri và chuyển các thủ tục giấy tờ cần thiết cho cử tri đoàn trong khi chờ các phiên tòa và phán quyết tiếp theo. Hiện tại, việc này đang được kháng cáo lên tòa án tối cao của Pennsylvania thẩm phán đã đưa ra phán quyết này để giữ nguyên phán quyết tạm dừng trước đó. Kính thưa quý vị, vừa rồi là nội dung tổng hợp liên quan đến nội dung CNN bất ngờ tweet và đề cập tới các yếu tố và lộ trình của Tổng thống Trump đái đắc cử. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin hẹn gặp lại quý vị ở những nội dung sau.